Đường nối giữa đường Dương Đình Nghệ và đường Tôn Thất Thuyết thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội có chiều dài khoảng 800 mét, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Đây đang trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt ven đường và thậm chí rác vứt tràn lan xuống mặt đường gây cản trở giao thông. Hai đầu đường được chắn bằng các khối bê tông tạm bợ. Hay những hố ga mất nắp như thế này chả khác nào những cái bẫy đối với người đi đường nếu di chuyển vào ban đêm. Thì đương nhiên là nếu mà một cái tuyến đường như này mà mình đang đi nhanh và vướng những cái đấy thì chắc chắn là nó sẽ vất vả hơn đấy. Mà kể cả đằng kia cái đường nó cũng nhỏ hơn, thậm chí còn nhỏ hơn đây, còn khó đi hơn nữa. Đường này thậm chí buổi tối nó không có đèn cơ, thì phải vào gần thì mình mới nhìn thấy bê tông, nhưng mà nếu mà đi bình thường thì không để ý thì cũng chỉ cần lao vào đấy. Em thì đi ở cái khu này nó đi ít thôi, nhưng mà buổi tối em đi qua đây nhiều. Buổi tối em hay đi qua đường này để sang nhà bạn em ấy. Thì em nếu mà không bật đèn, không để ý thì nó rất là nguy hiểm. Em thấy thì nếu mà bỏ đi càng sớm càng tốt. Chứ còn để mà cứ chắn đường như thế này thì mai sau mọi người đi lại nhiều thì không thể tránh khỏi được. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy cho biết hiện dự án đang bị tạm dừng do thiếu nguồn vốn xây dựng. Tuyến đường sẽ tiếp tục được thi công, hoàn thiện trở lại khi nhận được nguồn vốn từ thành phố Hà Nội. Nếu mà chưa được lưu thông thì lên là sẽ rào chắn lại, chứ không nên đặt thế này. Bởi vì người ý thức của người giao thông thông thì người ta vẫn chưa cao, mà người dân Việt Nam mà vẫn tiện đâu thì đi đấy, nên là nếu mà chưa cho đi hẳn thì nên rào hẳn lại. Để thế này thì gây rất chi là nhiều nguy hiểm. Nếu mà bay ban ngày thì không sao, nhưng mà đêm tối đoạn đường này chắc chắn là mình nghĩ này sẽ là chưa có điện, thì nếu mà đi với tốc độ cao hoặc là người nào có cái khả năng nhìn xa cận thị thì đi sẽ rất nguy hiểm. Nhiều người dân tỏ ra khá tiếc nuối khi một tuyến đường được đầu tư và mở rộng với quy mô hiện đại lại đang trở thành nơi tập kết rác thải, nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn rủi ro. Họ mong muốn tuyến đường sớm đi vào hoàn thiện để việc di chuyển được thuận lợi và an toàn.